họ vẽ một, họ cắt cái miếng giấy dài như thế này, rồi họ vẽ cái chữ lao hoàng, cái chữ bùa, họ dán trong lưỡi, họ biểu hảo miệng ra, họ để cái miếng giấy trong lưỡi, cái họ đọc thần chú, cái tờ giấy nó chạy thâu vô riết vô trong bụng chứ mình không có cần phải nuốt, mà nó chạy vô trong bụng mình hết cái tờ giấy dài. Người ta làm người ta thấy ghê lắm, còn chứ không phải không đâu, mấy ông thầy bùa ghê lắm. Con biết là nó có những cái sách vở nó học nó liền chứ không phải là không có. Cái bùa yêu bây giờ thầy nói như thế này nè, ông ba ông thầy hồi đó ổng có cái bùa đó, ổng hay lắm rồi. Có hai vợ chồng đó ly dị, mà hai vợ chồng ly dị đó là không ai khác hơn là cậu với mợ của thầy. Ổng mới vẽ cái hình hai người nắm tay nhau rồi ổng vẽ cái bùa giữa, mà cứ chiều lối 5 giờ là ổng đọc thần chú gì thì không ai biết, làm cho bà trên này nhớ ông, ông như kia nhớ bà, rồi hai người về gặp nhau sắm nhau sanh ra một bầy con mười mấy đứa con.